Đừng đi cái giò à, đi hai cái tay thôi. Rồi thêm một vị nữa. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Thứ hai đây. Chú Trường lên. Đây đưa đưa cái tay đây. Đừng có nắm tay để tôi nắm á. Hai cái giò hai đùi gói coi ấy số. Câu lên đâu? Ờ. Đây nè chị bảy. Ờ gì đó cái giò gói đưa gì đó. Cái nổi nó rồi. Từ từ thôi. Cái lát giò. Hai cái giò này chị co lên cho nên dính lại. Rồi, thêm một gì nữa. Đây điện thoại. Điện thoại mày. Nè cầm điện thoại. Rồi anh bảy nắm trước đi. Đưa đưa tay đây chị bảy ơi. Từ từ thôi nha, từ từ thôi nha. Ô bảy lên khỏe ghê à. Rồi lên. Họ trả tiền nha. Rồi, còn chiếc nữa. Chiếc một chiếc 1 triệu. Thì bỏ bỏ luôn quăng đi, quăng vé xuống trả lại luôn. Nói vậy. Ủa sao bước lên đây ta? Sao bước? Bắt bắt những cái mắt á, bắt bắt những cái mắt đi. Đưa 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 cái tay kia cho tôi, cái tay này. Để cầm cái điện thoại em đi. Cái này sao bước được ta, sao được bước được thấy vậy? Đây đây vậy. Có cái giỏ vô, có cái giỏ lên. Ờ, dừng, có gì đó. Cái giỏ bên phải con đặt con đá bên đây. Khoan khoan khoan, để cho chị cười đã, để cho chị cười hỏi đã. Nè, lên. Lên. Rồi chưa, lên chưa? Rồi xong. Cầm đi thôi anh ơi. Cầm. Nè, chị Dung. Kéo quần lên. Tốt quá. Phan lấy người dép lên được. Lên chị lên. Cái này thì tính là nó đi là nó đi từ lên. Ừ. Ta chui đằng kia là nó tôi chui chỗ cái thang này lên. Cứ từ từ thôi chứ không có cần phải gấp. Đây anh sang. Lắc lắc từ từ lên à. Quá xả. Dạ, rồi quá yêu. Cái đường này lên khó hơn từ bên 13 nè. Lên nè, tắt máy lên nè. Lên tắt máy lên. Rồi còn chứng đoàn. À, còn đứa nữa. Ê, đưa cái điện thoại đây ông Trường. Còn thích hả? Ông Trường là bị bể 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 kiếm. Điện thoại đó. Đưa tay kia đây, đưa ra kia cho. Ai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hà đệ tử xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Thì tiếp tục chương trình du sơn hành hương về núi Thiên Cấm Sơn. Thì hôm nay đoàn chuẩn bị chui xuống hang Điện Kính. Thì giờ đây chuẩn bị đoàn làm lễ nha. Mời quý vị chúng ta theo dõi chương trình của mấy anh em chung hang nha quý vị. Kính thưa tất cả các vị thần linh nơi vùng Thiên Cấm Sơn, hôm nay tất cả chúng con người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Tân Lập đi lên núi Cấm đi giếng điện và cúng giếng tất cả các nơi. Giờ đây tất cả chúng con chuẩn bị chui hang Điện Kính, nhờ ơn chư vị sơn thần, chư vị năm non bể núi gia hộ cho tất cả chúng con tâm được luôn an lạc, trí luôn sáng suốt, luôn một lòng tinh tấn tu theo con đường giác ngộ của Đức Thầy đây lại, và đủ lòng tin nơi Phật trời và tất cả các thần linh, và chuyên tâm niệm Phật làm lành, sống tốt đời đẹp đạo, nhờ ơn tất cả các chư vị chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Rồi, giờ đây chương trình làm lễ đã xong. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chui hang cái gì? Giờ mình đặt cày không? Rồi con đi trước đây. Kính thưa vậy đây là đường xuống hang nha. Giờ đây là đệ tú đang một người đi sau, một người đàn ông đi sau.
Đây là đường xuống hang nha quý vị. Có ai có cái xuống đây có cái đèn nào nữa ha. Đây là mọi người đang bước xuống hang lần lần nha quý vị. Rồi thì kính thưa quý vị, đây là chui xuống hang là điện kính, rồi đang xuống tới cái mặt tầng thứ hai rồi. Đây cô bác anh chị em mình ở dưới đang ở trên đây đi xuống nha. Thì đầu tiên mình bước xuống hang này thì mình đầu tiên mình sẽ đi cắm xuống. Cắm xuống rồi mình xuống cái độ có khoảng hơn 10 mét. Thì sẽ có cái hướng đi hơi xéo lên. Đây là những cô bác anh chị em đang bước xuống hang lần lần. Đây là đang không đội đang chui hang nha. Hôm nay sẽ quay cho cô bác mình xem chương trình chui hang của anh em trong đoàn hôm nay đi núi. Đây là xuống tương đối là khoảng 10 mét rồi đó quý vị. Dưới vào ngực cho lên nha. Rồi, gọi Hú Phước ơi, gọi mặt Hú Phước ơi. Đó, đây là đồng đạo mình đang chui hang nha. Ai chơi Út Yên đi kế vậy? Chị Út Yên đây nè. Cái con sang nè. Đây nha, đồng đạo mình đang bước xuống lần lần nha. Quay đây đèn gọi lại cái anh Bảy, gọi lại đồng đạo đi. Đó. Anh Bảy nè, rồi Hú Phước nè. Rồi chị Út Yên nè. Rồi kế nữa à, cô Út Qua. Rồi đi tiếp đi. Dạ, dầu mình đó. Dạ. Rồi gọi lên đi. Giờ đây tối lắm rồi gì? Thì xuống hết cái bậc đó là bắt đầu đi ngược lên rồi đó quý vị. Tới đây là lên lên lại rồi nè. Rồi. Tới đó là tới đây là lên bằng cái đầu rồi đó hả? Dạ. Mà xuống bằng cái chân vậy bằng cái đầu. Được chưa? Đi xuống chạy. Vậy xuống. Xuống đây nè. Kệ chiếu. Vậy xuống chạy. Xuống nè. Chầm chậm sắp tới xíu đi. Anh Bảy gọi đèn. Bảy gọi đèn lại sao cho đồng đạo mình thấy đồng đạo mình hết đây. Đó đó. Đâu gì đồng đạo mình đang chui lên đó gì. Điện thoại con rồi. Điện thoại con đưa cho bà Bảy để bà Bảy nhìn đường này. Bảy anh Bảy pha gọi lên cái cho thấy hết đồng đạo. Đưa thôi. Rồi đây nha quý vị, đây là đồng đạo mình đang chung hang đang ở dưới đang lên đàn đàn nha. Ừ. Rồi 4 6 8 người. Đó qua đây nè, bước cùng đó qua đây nè.
rồi dạo qua cho Nhung có thấy đường rồi. Con mép còn bên đây nè, qua đây, qua đây đó nè, bước qua đây nha. Dạ dạ, thấy không, thấy không Nhung? Dạ, hai đứa đứng đây ôm cục đá chiếm đường như mọi người. Rồi lên thì chị có rồi, bây giờ mình biết tiếp tục mình lên nữa nghe cái gì. Đi đâu thích vậy đó. Má có ăn vô đây má đây ngay đây đồng đạo mình đang tiếng lần lần lên nghe vậy. Quay lại cô. 97 cái này đây có đá luôn nè. Đây có cái này khó luôn nè. Nhưng mà con nhỏ con lên đây là quý đồng đạo mình đang bò lần lần lên nghe cái gì. Chỗ này hơi nhỏ. phải nằm xuống trường như con rắn vậy đó. Nằm xuống nghe quý vị, nằm xuống như chỗ này nè, nằm xuống trường lên nha. Nằm xuống mà con rồi thấy ánh sáng rồi. Thấy không? Thấy ánh sáng mất tiêu rồi. Con có cần nằm luôn chú Tú. Ừ. Bỏ cái quần. Con đi thôi chú ơi. Dạ đây. Rồi, dư quần luôn. Rồi. Rồi, kính thưa quý vị, đây là cái đường lên hang Điện Kính. Thì cái chỗ lên thì nó hơi hơi cao. Cho nên là cô bác anh chị em mình á bước lên đường này á, ai mà bước lên đây được á là tu hành tinh tấn lắm đó nghe quý vị. Đây nè, tay nè, tay nè, tay nè. Cũng căng lắm. Rồi. Ơi trường chậm lên. Này đi bằng kéo bằng hai cái tay làm lực á. Chứ dò thì nó không chịu. Ê kêu anh Biên á, kêu anh Biên đứng vô đó chịu cái vai cho mấy người người đó đạp lên cái vai đang bước lên. Rồi lên đi con. Phút lên đi. Từ con. Cẩn thận nha. Hang này hay đứng cái gì? Tay nhỏ nhỏ rồi. Còn kia năm chú hết lóc rồi. À, con buông hai giò đi, con chỉ chịu hai tay của chú Bảy thôi, con kéo lại con thăng lên. Nóng quần nè, nóng quần lắm. Rồi con lên đi. Rồi tới niệm Phật đi. Nè lên đường này nè chị Út ơi. Rồi sao? Chị có còng dây nó có cái mắt đó vậy, đu theo mấy cái mắt đó đi lên. Chị đu nè. Hết dây luôn rồi nè. Từ từ chứ đừng có gấp, từ từ. Hai đi bằng hai tay thôi, còn hai giò thì cứ ấy quẩy lại chịu chịu. Rồi người tay nha, lên rồi khỏe lắm. Rồi tới nơi rồi. Rồi tiếp theo. Út. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo Út. Cái này không có chạy dịnh đâu. Mày chăng cho mắt, cái con dây có mấy cái mắt đâu. Đây đồng đạo mình đang chui lên, chui hang đường kính lên nghe gì. Có cả cái bụng không chưa cô? Lắc quá,
được được có thế nè. Giờ để đây nè quý vị. Rồi. Rồi, đã. Dày quá. Có. Dày quá dày. Rồi, tiếp theo. Rồi, chị Sưng. Rồi, đưa tay lên. Một tay nắm ở đây nè. Ê kêu chịu cái giò bên hông này nè bông. Chịu cái tay cái giò bên hông này nè, giống như cô Út vậy đó, cô Út dễ lên nè. Cô có thấy. Có thế. Cái giò bên hông lên là mình cút cái giò mình đạp lên cái tảng đá này nó im lắm. À. Rồi, đưa tay đây vào Sưng. Sưng. Đừng đi cái giò à, đi hai cái tay thôi. Rồi, thêm một vị nữa. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Tới ai đây? Chú Trường lên. Đây, đưa cái tay đây. Đừng có nắm tay, để tôi nắm. Hai cái giò, hai đùi gói, coi ấy số. Câu lên đâu? Đây nè chị bảy. Gì đó, cái giò gói gì đó. Cái nội nó rồi. Từ từ thôi, cái lát giò. Hai cái giò này chị co lên cho nên dính lại. Rồi, thêm một gì nữa. Đây điện thoại. Thấy điện thoại mày. Nè cầm điện thoại. Rồi anh bảy nó trước đi. Đưa tay đây chị bảy ơi. Từ từ thôi nha. Ô bảy lên khỏe ghê à. Rồi lên. Họ trả tiền nha. Rồi, còn chiếc nữa. Chiếc một chiếc 1 triệu. Mua phạt cái gì bỏ luôn quăng vé xuống trả lại luôn. Nói vậy. Ủa sao bước lên đây ta? Sao bước? Bắt những cái mắt á, bắt những cái mắt đi. Đưa cái tay kia tôi, cái tay này. Để cầm cái điện thoại anh đi. Cái này sao bước được tha sao đâu? Bước được thay vậy? Đây đây vậy. Có cái giò vô, có cái giò lên. Khoan để cho chị cười đã, để cho chị cười hỏi đã. Nè, lên. Lên. Rồi chưa? Lên chưa? Rồi xong. Dạ. Cầm đi thôi anh ơi. Cầm. Nè, chị Dung. Kéo quần lên. Tột quần. Phàn lấy người dép lên được. Chị lên. Cái này tính là nó đi như này rồi. Đi từ lên. Ừ. Ta chui đằng kia là nó tôi chui chỗ cái thang này lên nè. Cứ từ từ thôi chứ không có cần phải gấp. Đây anh sang. Lắc từ từ lên nè. À. Quá xả. Đến lúc. Dạ rồi, quá yêu. Cái đường này lên khó hơn từ bên 13 nè. Lên nè, tắt máy lên nè. Lên tắt máy lên. Rồi còn chứng đoàn. À, còn đứa nữa. Ê, đưa cái điện thoại đây ông Trường. Không thích hả? Ông Trường là bị bể kiếm đó. Đưa tay kia đây, đưa tay kia cho. Lên lần chị. Rồi, xong. Còn đứa nữa. Phương hả? Còn thức nữa gì? Thức không ở đây hả? Không, tay đây, tay kia tôi. Nè ông Phương, đưa tay đây. Ờ, ông nhỏ mà ông này. Rồi, xong quý vị. Rồi, đây là những đồng đạo mình đã chung hang vừa ra nha. Mình mấy như Củ Hoài Lan. Đây là những người mặt chui hang vừa ra nha. Xanh chân à. Xanh. Hữu Phước là chung giỏi lắm đó. Không lực cái này khó nè. Rồi, chỗ này là căn nhất nè. Khó. Cái gì mấy kia cũng dễ. Đây. Mày rồi, mọi người đã chung hang xong rồi quý vị ơi.
Thôi đi qua đó quay cho mọi người kính lễ luôn. Anh chồng tối thì ra, bên này tối thì ra không bước vô được, lâu chín đứa kia luôn. Cái đi quay bánh quay hả? Chú Tú hả? Đi đâu có thằng Tú rồi mà. Nhắn đòn. Chui chui qua chưa lại gì đó. Còn cái lên cái này nó căng, nó cao. Ồ, đây qua bên cái qua bên cái dầu đá này đẹp tối quý vị ơi. Ai mà đồ đẹp còn đồ xấu thì đồ xấu. Đồ mà đồ lam này xuống đó là lên như có phải lan mà đợt này đi mùa mưa không, mùa nắng thì đỡ. Chui xuống hang thì thấy chịu rồi. Đi mùa mưa là lên là như có phải lan vậy đó. Lúc đó niệm Phật biết chưa? Em với Nhung là biết. Hồi hộp hai đứa đang hồi hộp trên mọi tình huống mà. Tu là đắc đạo luôn á. Được nửa đoạn đường. Cái dù đá đó là tự nhiên ngang, mấy chỗ này là thiên nhiên không á. Cái chỗ này là cái dù đá bằng cũng thiên nhiên không nè, mà người ta làm. Tại người ta chắc cái gạch phải không? Dạ đúng rồi, mấy chỗ này là thiên nhiên. Lại luôn. Quá không á. Nè môi Phật. Cái chỗ này là môi Phật. Đi cho anh sang cầm cảm cầm đó. Nó giờ linh là hút độ linh đó. Rồi, kính thưa quý vị thì chương trình Trung Hang Điện Kính đã xong. Kính chúc mọi người coi chương trình thật nhiều niềm vui nha. Chúc quý vị đồng đạo chúng ta luôn tu hành tinh tấn nha quý vị. Rồi, xin kính chào, Mô Di Đà Phật.